Ok, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một trang web nhận game free, những game bản quyền từ Steam đấy ạ. Đó chính là trang Humble Bundle. Thì đây chính là trang web mà thi thoảng mà họ có những đợt sale để khuyến mãi thì họ sẽ free một tựa game nào đó từ Steam cho chúng ta. Thì đây chính là trang web đấy. Thì điều đầu tiên các bạn cần phải có tài khoản riêng của cái trang web này. Các bạn cần phải lập bằng email như thế này đấy. Đó, lập credit bằng cách ấn vào dòng này. Đây, sign up đây. Đó, tạo email của bạn, password, rồi vào hộp thư của mình để xác nhận với trang web là mình đã tạo rồi. Đấy, như cái này họ gửi tin nhắn cho mình rồi. Thì đây chính là trang web mà thi thoảng trên như mình đã nói đấy, thì họ sẽ cho một đợt free limited time. Đây, các bạn có thể nhìn thấy rồi. Đó, nhận game thì mình nhận game thôi. Đó, các bạn đây, đầu tiên luôn nếu mà có game free thì họ sẽ hiện lên trang chủ chính của mình, chính của trang chủ của họ. Đó, đây cái dòng này đấy, có free thì nó sẽ đây, free time. Nếu bạn thích săn game hoặc là thích sưu tập game trên Steam thì các bạn thì nhận qua như vậy. Thì khoảng hai cái sự kiện như thế thì đầu tiên chúng ta phải check out. Đó, game miễn phí thì họ sẽ có free system 2, get it for free. Ok, đó rồi, họ ở đây họ cần link Steam của mình. Link Steam đây, chúng ta sẽ add link Steam cho họ. Mình sẽ đăng nhập là Steam của mình vào. Các bạn đợi xíu nha. Thì đây, sau khi đã trang đã liên kết với link Steam của mình thì các bạn ấn vào đó, ấn vào dòng này game free, lấy game thôi, ấn chạy lại cái dòng này. Đó, mình sẽ dịch thử dòng này cho các bạn xem. Order thành công, đặt hàng thành công. Giờ chúng ta vào email của mình để nhận game, thế thôi. Đó, đây đã sẵn sàng đây. Đây mình ấn vào dòng này. Đó, có dòng đây. Đây. Các bạn phải kéo tận xuống bởi vì quảng cáo ở trên. Đó, nhận code ở chỗ này, Steam Key đây. Đó, đây. Sao chép vào thôi. Rồi, bây giờ vào Steam của bạn, phần mềm Steam của bạn. Các bạn có thể làm luôn trên web, như mình tiện đây có Steam trên máy luôn. Thì nhập vào đây. Đó, System 2. Mình đã nhận được rồi đấy ạ. Rất đơn giản mà lại chả mất đồng nào. Đó. Ok. Đấy, tất cả những cái này thì mình sẽ để dưới phần mô tả của clip, để khi nào mà các bạn có theo dõi hoặc là một số trang game nó khác họ up lên ý,
thì mình có thể cập nhật thông tin mà nhận game free như vậy được. Đây, như ở đây này, mình đã có game free luôn, nhập bạn ấy cũng được. Ok, thì clip này mình chỉ làm đến đây thôi. Chào, cảm ơn và chào tạm biệt các bạn. Nhớ like, share và ủng hộ mình nhé. Bye bye.